Ướm cái tay vô kìa con, để cái tay vô kìa. Tay em bự luôn chứ chị, chứ phải Đó, nhỏ nha. đó cô chú, nó thấy không? Quá trời, quá sức rồi. Cái này là cỡ 7 hơn, 7 cm hơn cô chú, Lợn nhiều lớp lợn cánh nè. Đây, 21, cái này mã giá 21 luôn chứ hơi bị xịn luôn nha. Em xin kính chào cả nhà mình đã quay trở lại Phúc An Garden nhé cô chú. Rồi ngày hôm nay thì em đang có mặt tại vườn mai của chị Ngân nha cô chú ơi. Dạ hôm nay bên vườn chị Ngân về một lô giảo siêu bông mình lại rất là đẹp nhé cô chú anh chị. Hôm nay thì bên vườn của chị á, cũng sẽ lên giao lưu với cả nhà mình nha. Cô chú anh chị mình cùng đón xem hết clip và ủng hộ cho bên vườn giúp em nha cô chú. Thì siêu bông mình lại bên vườn chị Ngân á là bao chuẩn giống cho cả nhà mình nha. Em thấy mặt hoa nó rất là chất lượng luôn cô chú anh chị ha. Rồi cái lô này thì ghép già cơi nữa cô chú anh chị mình cần lấy bo hay mình sưu tầm gì cũng đẹp hết cô chú. Gốc nó rất là ok luôn nha. Rồi bây giờ thì bên vườn của chị Ngân sẽ lên cái mã số cho cô chú anh chị mình dễ lựa chọn hơn nha. Em chào chị Ngân nha. Rồi em xin chào chị ha. Rồi xin chào tất cả quý cô chú vàng cả nước ha. Hôm nay em quay cho clip đó. Em lên số một số mã số ha. Hôm nay em lên siêu bông mình lợ không nên mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa ha. Dạ rồi. Lên số 1 của chú anh chị. Số 1 là ba cây gốc nhớt ghép với lại siêu bông mình lợ nha chú anh chị. Trời ơi. Chuẩn bị đi cơ hai nè chưa? Quá trời ha. Gốc nhớt không? Cái gốc rất là to cô chú anh chị, tầm khoảng chừng ngón chân cái của mình nha cô chú. Cao không cao dữ luôn chú chị, nói chung là cao tầm 20 trở lên á. Rồi. Cái gốc nó tầm 6 trở lên của chú chị, 6 7 8 9 thôi chú chị. Rồi. Đây là combo số 1 nè. Số 1 này em vô lưu ý giá là 500.000 bao ship nha chú chị, 3 cây 500.000 bao ship ha. Dạ rồi, cô chú mình tham khảo cây rất đẹp đó cô chú. Số tiếp theo ha cô chú. À, số 2 của chú anh chị ơi, cái này là siêu bông bình lợ hàng đôn nha chú chị nè. Lô đôn mà chị Ngân. Cốt quá rồi già nha cô chú. Hàng này già, nói chung là hàng này có tuổi nha chú anh chị, nó già mùa ha. Một cây về lấy 3 40 bao ha cô chú. Hàng này hàng đôn chứ phải hàng mới ghép nha chú anh chị. Rồi. Bao giống cho mình chất lượng hơn chú anh chị. Dạ rồi ha. Thông số nha Ngân ha. Đây, quanh này là được 15 đúng nè. Rồi, 15. Ơi, cái tủ đó đi. Tổng đế của nó là được 44. Rồi. Chiều cao là được 66. Tán ngang là được 56. Rồi. Rồi đúng rồi, cây này đi vô lưu ý giá là 800.000 bao ship nha chú anh chị. Rồi, 800 siêu cho mã số này. Cái hàng này là thần chậu hết trơn rồi chú anh chị. Đó, cây đẹp hết cô chú anh chị. Hàng đôn quá này. Trời già mùa luôn nè cô chú. Đôn hôm trước Tết nè, ra cơ đồ chị. Quá trời đẹp. Tiếp theo luôn ha. Số 3, siêu bông mình lọ luôn chú anh chị. Cây đế thú nè. Cái này bao con bự nè, bao siêu bông giống nè. Rồi. Nói chung là cái lô này em có 100 cây hàng đôn nha chú anh chị. Rồi này gì lấy bo nè, chất lượng luôn. Chất lượng luôn. Nó già mùa. Lâu lâu mới được lô hàng đôn thế này của chú anh chị. Không có nhiều ha. Quả này được 12 đúng nè. Rồi. Tổng thú bò của nó là được 55. Trời, cái này hình thú à. Có chân nè. Có chân hay có mắc cự không? Trời. Cái này gì đó tầm khoảng vài chục bò bình thường hết chưa? Đúng rồi. Cao là được 65. Tán ngang là được 57 nè. Cái này em vô lưu ý giá là 700.000 bao ship của chú chị. Rồi 700 cho mã này cô chú. Mã 4. Số 4 ha. Siêu bông bình lợi. Bình lợi ha cô chú anh chị. Mặt hoa rất to nha. Cái này nở mấy ngày chưa? Ừ. Nhiều lớp cánh đó cô chú ha. Chuẩn bị đi ra cơ đọt thêm hàng đô nha chú anh chị. Quành này được 15 đúng. Rồi. Tổng đế của nó được 40. Cô chú mình nhìn cái bo nó mập nè cô chú. Chiều cao là được 54. Tán ngang là được 41. Rồi. Rồi cái này giao lưu với giá là 700 cô chú anh chị. 700 bao ship nha cả nhà. Theo nè. Năm luôn cô chú anh chị ạ. Siêu rồi. Bông lợ. Cái này chung rất đẹp lô này. Về chất lượng bao từ chất lượng bao giống bao già mùa hết chị. Rất đẹp ha cô chú. Vành được 15 đúng. Củ tròn của nó được 23. Tổng đế của nó là được 35. Trời ơi cái này quá dữ luôn. Bao quá bao luôn. 62 là chiều cao. Tán ngang là 54. Bộ bo rồi chị không? Quá trời ha cô chú. Cái này chị. 750 bao ship của chú anh chị. Rồi 750 hàng ngàn già mùa nha chú anh chị. Số 6 ha cô chú. Số 6 là combo siêu bông mình lợi 6 cây gốc nhớt nha cô chú anh chị. 3 cây gốc nhớt ha cô chú anh chị. 3 cây gốc nhớt nè, gốc nào cũng đẹp hết cô chú ha. Đó, có củ đế như thế này. Cái này mình trồng tương lai của chú chị, cái này gốc nhớt nó liền cốt đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rồi. 3 cây ha. Combo này mã số 6 này em vô lưu là cũng 500.000 bao ship cô chú anh chị. Trời, 500 bao ship cô chú. Số 7 luôn ha. Trời ơi bình lợi quá, nha cả nhà. Dữ dằn luôn. Bông khủng khiếp chú luôn. Chú chị nói dùng cái đó cánh hồng vườn ăn là sao? Đó, không bao giờ rớt nha cô chú. Đó, rất em là cũng dai giúp em dùng thử rồi. Nè bữa hỏi em làm cái anh kia nói này xịt gì ta xịt chống rụng mà. Lấy đâu rụng trời ơi đâu rảnh đâu anh đâu có bông hay rảnh. Bông xịt làm gì trời. Dạ vườn chú vườn là cái bằng là bạc ngàn cây luôn chứ phải hai cây đâu xịt. Không hề biết xài cái vụ mà chống rụng bông được luôn. 15 đúng à. Trời ơi đẹp chú chị bo dữ dằn nha. Tổng đế là 40. Chiều cao của nó là được 64.
Bán ngang là được 42 của chú anh chị ơi. Cái này vô lưu giá 800 ngàn của chú anh chị. Rồi 800 bao xếp của chú anh chị. Rộn rõn bầu. Rồi. Trời rồi ơi, cái thôi, cây dục, này dục đẹp. Cái này ra qua bên luôn đi. Đúng rồi đó. Tại sao tự nhiên để vô đó mắc cười dữ vậy? Tại vì nó ăn hết phân à. Phân chậu nha cô chú. Già mùa mà thằng đôn mà. Ồ cây này cưng quá cả nhà. Trời ơi cái này là sao đứng nha chú anh chị. Cưng ha. Cái này em có tới 1 cặp lận. Hoành này được 12 đúng rồi. Dạ. Tổng đế của nó là được 31. Cao sổm nôm là được 31. Ngang là được cao được 68. 8 ngang là được 42 nha chú anh chị. Ừ. Thì đẹp quá. Rồi 700 ngàn cho cây mã số 9 luôn. Rồi. Số 10 hết cô chú. Trời siêu ông bình lợi của chú anh chị. Trời nè, ơi. Mê chưa? Gỡ vào qua đi nhân cho thấy cái đế. Cái hàng đơn này là lâu lâu mới có một cây của chú anh chị ơi. Ủa mà một lô. Không có nhiều đâu chú anh chị ơi. Đây bao chữ giống hơn bông rồi, nù nù luôn. Đây cô chú ơi, bông rất là to luôn ha, hồi đó là 7 cm. Quành này được 14 đúng rồi. Rồi. Tổng đế của nó là được 63. Chiều cao 52. Này thấy bao nhiều lắm cô chú. Bao bò đá ngang là được 48. Cái này hàng đơn quá đẹp luôn. Ừ. Rồi cái này 900 ngàn bao xíu của chú anh chị. 900 cho mã số này hết cô chú. Tiếp theo nha cô chú. Mấy chị không? 11. 11 cô chú. Combo luôn. Siêu vật mình lỡ luôn. Combo này 500 ngàn luôn cô chú anh chị ạ. Đẹp cô chú, cây nào đế cũng đẹp trơn. Cốc nhớt nha cô chú anh chị chứ phải có giường ha. Bự lắm á cô chú, em để ngón tay về cô chú mình so sánh nha. Tầm khoảng chân cái của mình ạ. Cái đế đó cô chú anh chị. Rồi, combo này 500 bao xíu mã số ơi. 11 luôn. Rồi. Mã số tiếp theo cô chú. 12 nè. Tôi đi số 2 nha. Trời ơi. 12 cây này cưng nha, đế quái nè. Đúng rồi, để xuống luôn. Quang bên luôn, từng chậu đẹp cả nhà. Bình lợi hàng đôn chứ chị. Cái này hai mắt bo nè. Số lượng em có 100 cây à. Hoành là được 13 đúng rồi. Rồi. Tổng đế của nó là được 56. Ôi cái này đẹp quá. Cao 42. 8052. Cái này mình về mình đợi cái này nó già đợi còn lấy bo 40 bo bình thường thôi chứ chị. Đúng rồi. Rồi cây này 750 bao ship của chú anh chị. 750 ngàn. Mã số 12 luôn. Nhanh tay cô chú. 13 hả cô chú. 13 siêu bông bình lợi luôn. Cái này bông dạt cành cô chú. Rồi rút chậu luôn đúng rồi. Thấy cây đẹp. Thấy cây nó đẹp ha. Đó, ồ cái đế nào quái nè đẹp chị nha. Cái lô này ưng ý quá. 14 đúng. Cái lô này đẹp. Đẹp và đôn. 39 là cái tổng đế. Rồi. Cao là 58. 8 ngàn là 39. Rồi, cây này 750 bao ship của chú anh chị. Rồi, 750 ngàn cả nhà. Theo cả nhà. Ra. Bình lão luôn. Nhìn cho thấy đấy đi. Hoành là được 12 đúng. Tổng đế của nó là được 32. Bình này quá trời bò. Cao là được 59. Đá ngang là được 50. Rồi. Rồi, 750 cho cây mã số 13 luôn chú anh chị. 750. Rồi. Quá trời bo chị. Tiếp theo nha. 14 của chú anh chị. 14 nha, hộ cây này cưng dữ à trời. Hàng đô luôn nhau chú anh chị. Rồi. Quạnh này là được 15 đúng rồi. Rồi. Tổng cũ của nó là được 38. Cây này có duyên quá cô chú. Chiều cao là được 56. Cái nhà được 38 luôn. Rồi, cây này 700 ngàn bao ship của chú anh chị. Trời, 700 ngàn nha cô chú. Theo luôn nè. Mã số 15 của chú anh chị. Siêu long. Trời ơi, cây này nó cưng nè. Hàng đôn không? Quá đã luôn cô chú, hàng quái quái không ha. Rồi, xuống cây luôn đi. Xuống luôn đi. Đó, đây hết quay nhìn nè, quá trời cái đế này. Quanh là được 12 đúng nè. Ừ, tổng đế của nó được 40. Chiều cao là 48. 8 ngàn là 40. Ủa, cây này đẹp quá. Cưng nè. Như nè. Rồi, 750 bao ship của chú anh chị. Dạ rồi, 750 cả nhà mình đây. 6 á cô chú. Ồ, cái cây này quá trời, cô chú thùm lum luôn ha. Cái lô này ưng ý được cái cây phôi nó già nhưng mà hàng đơn nó rất nè cô chú em cho mình nhận mình coi cái cốt này ha. Thường thường mới ghép cái cốt không có đường về cô chú có da lên luôn ha. Đây. Đế quá đẹp. Thành là được 15 đúng. Tổng cũ đó sơ sơ của nó là được 39. Cái ngàn 60. Ủa chiều cao 60. Cái ngàn là 56 của chú anh chị ơi. Rồi cái này 850 bao ship của chú anh chị. Dạ 850 cho mã này. Cô chú mình có xem cái YouTube trên TV á cô chú thì mình cũng canh nè. Bên vườn có báo cái thông số rõ cho mình á, nhằm khi trên màn hình cô chú mình chị thấy quá bự á, nhưng mình canh vào cái thông số nha cô chú, đặng mình biết cái cây nó cỡ nào nha. Cho nó dễ. Rồi. Tiếp theo là mã số 17 ha, một hình thú luôn cả nhà. Bình loại hình thú ha, nè. Cái này quái ha. Mình được 14 đúng rồi. Có bông luôn nè. Tổng đế của nó là được 57. Ờ bông đẹp.
cao là được 57, rồi. Tán ngang là được 52. Rồi, cây này 750 bao ship luôn chú rồi, anh chị. Mã số 17 luôn. Rồi. Là mã số 18 nha cô chú anh chị. Ờ, còn lỗ luôn ha. Đi là gửi về nha cô chú, bó bầu lại cẩn thận cho mình hàng ha. Chất lượng. Ồ, cây này đế quá trời cưng. Đế này nó đều hết chị ha. Hàng đơn này gì lấy bao đã luôn cô chú anh chị. Lâu lâu gặp được cái hàng giả lấy bao phê luôn. Hoành là được 15 đúng ạ. Rồi. Tổng đế của nó là được 36. Chiều cao là 56. Tán ngang là 52. Rồi, rồi. Cái này 800 ngàn cho cây mã số 18 luôn chú anh chị. Rồi 800 bao xíu cô chú. Tiếp theo ha. 19 của chú anh chị. Bình lợi. Ừ, bông nè. Đây ha, cái đế đẹp nha cô chú anh chị. Dỡ lên lục. Rồi. Dễ đo. Cốt mập lù luôn. Quạnh này được 15 đúng. Rồi. Tổng đế của nó là được 47. Cái lô này lấy bò nhất nắp luôn. Chiều cao 55. Tán ngang là 42. Rồi cây mã số 10 đây. 19 đó chị. 19 này em vô lưu với giá là 750 của chú anh chị. Rồi. 10 số 20. Bình lợi. Còn cái này đi nào nè. Bò đã luôn. Bò đều luôn. Quành là được 12 đúng. Tổng đế của nó là được 48. Chiều cao là 59. Tán ngang được 36. Rồi cây này 600 ngàn bao ship của chú anh chị. Mã số 20. 20 của chú. Theo ha. 21 của chú. Rồi chị. Ôi, cái bông rồi, của chú. Rồi, cái bông. Không thể tưởng tượng. Ừ, cái tay vô chị. Để cái tay vô chị. Tay em bự luôn chú anh chị. Chứ phải nhỏ nha. Đó cô chú. Nó ha. Quá trời quá sức rồi. Cái này là cỡ 7 hơn 7cm hơn của chú. Rồi. Nhiều lớp cánh nè. Rồi. 21. Mã 21 của chú anh chị. Hơi bị xịn luôn nha. Trời ơi, cái này gì lấy bo. Cũ phê luôn. Quá cái đang đi tượng rồi chị. Hàng đô luôn chú anh chị. Lên quá trời được 13 đúng ạ. Rồi. Tổng đế của nó là được 45. Chiều cao là 70. Chiều cao dưới rồi. Tán ngang là được 50. Rồi 900 ngàn cho cây mã số 21 luôn chú anh chị. Dạ, trời, cây này quá đẹp. Cô chú quá đẹp cây này luôn rồi cả nhà. Theo ha. 22 cô chú anh chị. 22 cả nhà ơi. Trời ơi. Ông bụi chán nha. Hàng đô này có biết. Còn là được 12 đúng nha chú anh chị. Rồi. Chiều cao là được 59. Trời ơi đang đi tượng rồi chú. Tán ngang là được 47. Nè. Đôn lên được. Ừ. Rồi cây mã số 22 này em vô lưu ý giá là 700 ngàn của chú anh chị. Clip của em hay cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua. Hy vọng cô chú anh chị sẽ chọn được cây ưng ý về mình tự tay mình sưu tầm giống mình chăm mình chơi Tết 2024 của chị. Rồi, xin chào cô chú anh chị. Dạ em chào tạm biệt cô chú mình luôn và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.